quý vị và các bạn, hai đội chơi đã sẵn sàng. Chúng ta cùng gặp gỡ với đội nữ đầu tiên, đó là đội Hoa Xuân. Còn các chàng trai thì có tên là đội Tân Xuân. Bây giờ xin mời đội trưởng của đội Hoa Xuân có đôi lời tự giới thiệu về nhóm của mình. Xin mời. Đội Hoa Xuân xin kính chào cô chú, các anh chị, các bạn đang theo dõi chương trình Ngồi Ngồi Bất Ngờ. Sở dĩ nhóm lấy tên là Hoa Xuân bởi vì những người phụ nữ thì được ví như những bông hoa, mà hoa thì đẹp nhất vào mùa xuân. Còn bây giờ thì cho phép như giới thiệu tất cả các thành viên trong đội Hoa Xuân. Mình là ca sĩ Tố Như, kế bên cạnh mình một bông hoa đào rực rỡ, đó là ca sĩ Mỹ Hạnh. Và bên nữa đó là ca sĩ Thúy Hằng, ca sĩ Như Trinh và ca sĩ Nhã Trúc. Và đặc biệt đây là hai chị em cùng đến Hoa Ngồi Bất Ngờ với chúng ta. Và đặc biệt nhóm Hoa Xuân có một thông điệp xin được gửi đến tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Nào, Hoa Xuân, Hoa Xuân, dù thắng dù thua, vui đùa cùng bạn, cuộc chơi có hạn nhưng tình bạn tràn đầy. Hoa Xuân Hội Ngộ Bất Ngờ. Xin cảm ơn đội Hoa Xuân. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với các chàng trai của đội Tân Xuân. Xin mời các bạn. Lời đầu tiên đội Tân Xuân xin gửi đến quý vị có mặt trong cuộc thi Hội Ngộ Bất Ngờ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Và xin chúc quý vị một năm mới thật an khang thịnh vượng. Và xin chào MC Thanh Bạch. Vâng, thành viên đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó là Trường Bảo. Trường Bảo có một cái biệt hiệu rất là dễ thương, đó là Chuột Đồng. Và thành viên thứ hai đó là thành viên Nhật Minh. Nhật Minh có cái biệt hiệu là Chuột Lắc. Và thành viên thứ ba đó là Lâm Dũng, có biệt hiệu là Chuột Chù. Thành viên thứ tư đó là Đăng Dũng, có biệt hiệu là Chuột Nhũi. Còn tôi, Đăng Khoa, Chuột Con. Và xin được phép quý vị xin được có một cái tên rất dễ thương cho MC Thanh Bạch, đó là Chuột Mặt. Vâng, và đội Tân Xuân xin được chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Thưa quý vị, đó là thông điệp mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người khi xem chương trình này sẽ hướng được một mùa xuân thật là hạnh phúc bên những người thân của mình. Thưa quý vị, còn bây giờ thì đến với Hội Ngộ Bất Ngờ, các bạn sẽ có cơ hội thử tài hát dân ca, thử kiến thức ca dao, tục ngữ, trò chơi dân gian, vân vân. Đặc biệt là mỗi vòng thi đều có số tiền thưởng 2 triệu đồng. Làm thế nào để nhận tiền thưởng này? Sau khi các bạn trình bày xong, thi xong rồi, 60 thành viên sẽ bình chọn. Và điều này quyết định số điểm của các bạn. Thí dụ có 36 người bình chọn cho đội A, các bạn sẽ có ngay 1.200.000 đồng. 24 người bình chọn cho đội B thì được 800.000. Và cứ như thế sau các vòng thi cộng lại, đội nào cao điểm hơn sẽ có cơ hội giành quyền ưu tiên chọn quả khế vàng, bước vào vòng thi đặc biệt. Và quả khế vàng giá trị của nó có khi lên đến 5 triệu đồng. Tất cả còn ở phía trước. Chúc hai đội tự tin và may mắn. Vòng 1 được mang tên vòng thi hát dân ca. Xin được phép bắt đầu. Thưa quý vị và đội A Hoa Xuân với một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phục, bài hát Xuân Họp Mặt. Xin mời.
sẽ vàng. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng, trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau, nhớ khi xưa lúc ngây thơ cầm tay hòa nhau ngẩn ngơ. Đến bao giờ đón xuân vui? Và đội B, đội Tân Xuân với một sáng tác của Phạm Đình Chương, bài hát mang tên Đón Xuân. Mời quý vị cùng đến với phần dự thi. Quý vị, hai đội nhân dịp xuân mới đã chọn chủ đề mùa xuân làm bài hát dự thi. Và bây giờ thì không khí xuân đã ngập tràn, nhưng mà không quên nhiệm vụ bình chọn A hoặc B. Xin mời 60 thành viên bắt đầu bấm bàn phím bình chọn. Thưa quý vị, kết quả bình chọn như sau: đội Hoa Xuân
25 điểm. Chúc mừng. Đội Tân Xuân tròn 35 điểm. Chúc mừng. Thưa quý vị, vòng 1 tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đang đến với vòng thi kiến thức ca dao tục ngữ. Thưa quý vị, trong vòng thi này, hai đội tha hồ thỏa sức để cùng nhau đọc những câu ca dao tục ngữ mà chủ đề được cho trước. Xin lưu ý, đọc câu ca dao tục ngữ đã phải chính xác, không được sáng tạo thành câu mới. Cái thứ hai, câu đã đọc rồi mà đọc lại không ghi điểm và phải mất một lượt. Chính vì vậy cho nên hãy cẩn thận, nhớ câu nào đã đọc rồi thì không đọc lại, và đọc thì đọc chính xác. Thưa quý vị, trong vòng thời gian 5 phút, hai đội sẽ có dịp thử tài kiến thức ca dao tục ngữ với chủ đề lần này như sau. Mỗi đội hãy nêu các câu ca dao trong đó có tên một loài vật sống dưới nước. Thí dụ, hãy lo bền chí câu cua, dù ai câu trạch câu rùa mặc ai. Đội cao điểm hơn được quyền xuất phát trước. Xin mời đội B. Đội B, đội B xin nói là rằng cá không, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ chăm đường con hư. Hey, hắc. Đội A, đội A xin đáp lại rằng bao giờ cá chép hóa rồng để đơn cha mẹ bế bồng ngày xưa. Hey, dạ. Một, hai, ba. Uổng công anh đào ao thả cá, cá lớn đòi có người đến câu. Hai, ba. Đêm đêm đút buồn thở dài, thở ngắn thì bằng chạch mà thở dài thì bằng lương. Hay ha. Rau tôm nấu với ruột cầu trong trang vở hút giặt đầu ca ngon. Hay ha. Muốn ăn cá giết dưới đồng trốn cha trốn mẹ lấy chồng lậu ba. Hay ba. Anh với em như cá gặp nước như mây gặp đồng, cá gặp nước lội sông lội ngược, mà mây gặp đồng lội ngược lên cao á. Tình cờ gặp lại nhau đây gặp tiếng anh cho về. gió đưa gió đẩy vì đẩy ăn còng, vì sông ăn cá dày đồng mà ăn cua. Muốn ăn cơm trắng cá rô, cá rô cá là cá rô. Muốn ăn cơm trắng cá rô thì về làng quỷ quấy bồ với anh. Hey, yeah. Chiều chiều quả nói với diều, cù lao ông trưởng thật nhiều cá tôm. Hey, yeah. Muốn ăn cơm trắng cá mè, muốn đội nón tốt thì về làng chuông. Hey, yeah. Bao giờ chặt đẻ ngọn đa, sẽ đẻ dưới nước thì mình về với ta. Hay không à? Thiệt. Ba đồng một mớ chầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn thơ. Bây giờ em đã có chồng, như chim vào lòng như cá cắn câu. Đốt than nướng cá cho vàng, lấy tiền mà mua rượu cho chàng uống chơi. Hay. Sông sâu cả loại biệt tâm, biết em có đợi mà chờ không. Hay, yeah. Mùng bốn cá đi ăn thề, mùng tám cá về cá vực Phú Môn. Hay, ha. Tháng ba anh xuống lưới quầy, cá xô cá sắc cá hang cá thiều. Tháng tư em mới xuống theo, anh rung lặng gió bước theo vào bờ. Chừng nào con sống bỏ bờ, cù lao bỏ biển anh mới đành bỏ em. Hay, ha. Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái xoài má ăn. Hay, ha. Má em muốn ăn cá thu, bắt anh ra biển mịt mù tăm tăm. Hay, ha. Chim quyên ăn cá nhặn lòng, đi theo quen chậu vợ chồng ven hơi. Hey, hấp. Con cá đối nằm trên cõi đá, anh yêu em rồi dối mẹ dối cha. Chàng ơi nghe thiếp dặn nè, xin đừng bắt cá hai tay. Cá thì xuống biển chim bay về ngang. Hey, hấp. Cốc kiều dưới rãnh tre ngầm, biết em có đợi mà dầm chi em. Học xin mời. Dân dân như cá vào lờ, khi giàu thì dễ, bây giờ khôn ra. Đồng tháp 10 cổ bay thẳng cánh, nước tháp 10 lấp lánh cá tôm. Cá tôm cơ mà cá tôm. Hey, yeah.
ngon bằng gọi cá nhồng, chơi vui bằng được tinh chồng vinh quy. Ai về, ai về, ai về, ai về đâm Nguyễn Thông Ngàn, cái việc đen vàng em vàng cá tôm. Hay bà. Cá buồn, cá buồn, cá lội tung tăng, người buồn, người buồn, người biết đãi đằng cùng ai. Cô đất ít, đọc cái mau, 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 mau. Đôi ta là nghĩa tàu khang, chồng ngang vợ hút cục đầu khen ngon. Đố ai bắt rạch bằng đuôi, bắt cao bằng cá bớt trai. Sao này à? Bắt người trong tranh. Thời gian đã hết. Thưa quý vị, hai đội rất nhiệt tình và rất xuất sắc khi thể hiện những câu ca dao, trong đó có một loài vật sống dưới nước. Và thưa quý vị, bây giờ thì thời điểm khó khăn đang đè nặng lên vai của 60 thành viên. Bình chọn A hay B đây? Hãy suy nghĩ thật công bằng, thật công tâm và cầm bàn phím lên. Bắt đầu bình chọn. Kết quả như sau: đội Hoa Xuân lần này vượt lên 28 điểm và đội Tân Xuân 32 điểm. Thưa quý vị, chúng ta vừa hoàn thành vòng thi kiến thức ca dao tục ngữ. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Đang đến với vòng 3, vòng thi thử tài biểu diễn. Quý vị các bạn thân mến, trong vòng thi này chúng ta sẽ có một khách mời là một ca sĩ sẽ trình bày một tác phẩm âm nhạc, và sau đó hai đội với cái số thành viên của mình phải tìm cách sáng tạo làm thế nào thật phong phú, đa dạng, hấp dẫn và càng ấn tượng càng tốt để chiếm cảm tình của 60 thành viên và ghi điểm. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ gặp gỡ trong chương trình Mừng Xuân Năm Nay phần góp mặt của nam ca sĩ Lý Hải. Xin mời. Đến tất cả các bạn lời chào trân trọng ạ. Đang đến với vòng thi trò chơi dân gian Ô Ăn Quan. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi Ô Ăn Quan sẽ có hai đội. Mỗi đội có 25 quân và một quan. Một quan tương đương với 10 quân. Thời gian dự thi là 7 phút. Suy nghĩ trước khi xuất phát 10 giây. Và cuối cùng, đội nào có nhiều quân và cờ hơn sẽ là đội chiến thắng. Tất cả sẵn sàng, chúng ta cùng bước vào trò chơi Ô Ăn Quan. Đội cao điểm hơn sẽ được xuất phát trước, xin mời. Đội B đi từ ô B4 và đi về cánh trái, đưa cho 3 quân, còn lại cờ đưa tiếp tục cho 1 quan và 1 quân còn lại. Hay hấp. Tiếp tục từ ô A2, lấy tiếp 5 lá cờ và đưa cho các quân tiếp theo. Hay hấp. B4 là ô trống, ăn trọn cờ của ô B3. Chúc mừng. Phải nói cho liệu lệnh là phải hay trái cho rõ nha. Hay hấp.
đây là hai ô trống cho nên không đi được nữa, mất cơ hội. Tiếp tục xin mời đội B. Đội B xuất phát từ ô B5 và đi về bên cánh phải. Đưa về bên cánh trái thì đưa cho các quân, đưa cho Quang, đưa cho hai quân còn lại. Hey, up. Tiếp tục xuất phát từ ô A3, đưa tiếp cho hai quân, đưa tiếp cho một quan và các quân còn lại. Chục quân cuối cùng. Tiếp tục từ ô B1, tìm ô trống thì có thể ăn được, nhưng mà nhớ ô quan phải có hai cờ trở lên. Một cờ di chuyển, đưa tiếp vào đây. Hai cờ đi tiếp. Đi rất nhiều vòng, rốt cuộc dừng lại ô quan, không đi được nữa. Xin mời đợi A. Suy nghĩ cho kỹ. A mấy? A1, A2, A3, A4, A5. A4 đi về tay phải. Đưa cho các quân. Đưa tiếp tục cho Quang và các quân còn lại. Rốt cuộc dừng lại ô Quang, không đi được nữa. Đội B xuất phát từ ô B nào? B1 chăng? B2 chăng? B2 phải hay trái? Đi về cánh trái, đưa cho Quang, đưa cho tiếp tục các quân còn lại. Đưa tiếp tục cho Quang đỏ và hai quân. Hay. Còn một cờ của B3. Tiếp tục. Ba cờ của B1 đưa cho Quang xanh, đưa cho hai lính tiếp theo. Tiếp tục ba cờ. Tiếp tục hai cờ của B5. B2 dừng lại ô quan, không đi được nữa. Bây giờ đội A xuất phát từ A2 đi về cánh phải. Lấy
cờ độ A1, rất nhiều cờ đi lại tiếp tục. Nhanh lên, thời gian vẫn còn. Mau lên. Tiếp tục. Lấy một cờ này đưa tiếp. Tiếp tục. Đưa cho quan xanh. Và ăn được hai cờ A2. Thời gian đã hết. Xin mời hai đội bước lên đếm số cờ của mình. Thưa quý vị, chúng tôi xin tổng kết số cờ của đội Hoa Xuân. 9 cờ. 9 cờ, một quan. Chúc mừng. Và của đội Tân Xuân tất cả là bao nhiêu cờ? 8 cờ. 8 cờ, không có quan nào cả. Như vậy, chiến thắng thuộc về đội Hoa Xuân. Chúc mừng. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt Ăn Khế Trả Vàng. Thưa quý vị, trước khi đến với vòng thi Ăn Khế Trả Vàng, xin được công bố kết quả và số điểm thưởng của hai đội sau các vòng thi. Thưa quý vị, đội Hoa Xuân cuối cùng đạt được 109 điểm, tiền thưởng 3.630.000 đồng. Và đội B được 101 điểm, số tiền thưởng là 3.370.000 đồng. Và số tiền thưởng của đội Hoa Xuân còn có dịp nhân lên rất nhiều lần. Nếu như đáp đúng câu hỏi của vòng thi này, các bạn sẽ chọn một trong năm quả khế vàng, mà trong đó giá trị của nó từ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu cho đến lên đến 5 triệu đồng. Thi này 60 giây để chuẩn bị hồi ý, và nếu như đáp đúng sẽ hưởng trọn số tiền trong quả khế mà các bạn chọn lựa. Bây giờ xin mời đội Hoa Xuân cử một thành viên lên chọn khế vàng. Hãy dành một tràng vỗ tay cổ vũ. Cái trái lúc nào xin mời bạn Tố Như. Trái nào tốt nhất có chị em dâu á. Như trái 5 triệu dấu chị. 5 triệu. Trái nào? Trái nào? Trái đại. Trái trên đi. Trái mặt trái chứ. Trái cái gì? Trái cái gì? Trái nó đẹp quá. Đó, cái dấu dỗ nè. Dấu hồng có dấu hồng không thấy đâu. Tầm đầu nè, nè, cái này nè. Lại đi nè, cái này lại đi. Rồi, lại đi. Cái này nè, cái này nè. Đừng có cao quá kìa, đừng có cao. Nhẹ cả, nè, đi lấy xấu xí nè. Thôi, đi lấy này. Chạy xấu xí đi. Ở dưới này luôn nè. Chạy xấu xí đi. Thôi, lấy này, cái thứ ba đi. Khó quá anh ơi. Cái thứ ba đi Như. Nào. Cái thứ ba đi Như. Đó, ừ. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời đội A chuẩn bị nghe câu hỏi của vòng thi này. Câu đố như sau. Nắng lửa mưa dầu tôi không bỏ bạn, tôi lửa tắt đèn sao bạn lại bỏ tôi. Đố là cái gì? Nắng lửa mưa dầu tôi không bỏ bạn, tôi lửa tắt đèn sao bạn lại bỏ tôi. Đố là cái gì? 60 giây hồi ý bắt đầu. Nắng lửa mưa dầu tôi không bỏ bạn, tôi lửa tắt đèn sao bạn lại bỏ tôi. Nắng lửa
mưa dầu, tôi không bỏ bạn. Tôi lỡ tắt đèn, sao bạn lại bỏ tôi? Đó là... đó là cái non. Cái non là em một đáp án chính xác. Xin mời năm thành viên ở đây khám phá giá trị của quả kế hoa. Vậy có anh là đúng ai mãi vậy đó. Ba số 0, 4 số 0, 5 số 0, 6 số 0 và số đầu tiên là số quý vị, hội ngộ bất ngờ mừng xuân Mậu Tý đến đây đã kết thúc. Chương trình này cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với công ty Kiết Tường thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Diana đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin gửi những phần quà đến hai đội chơi của hội ngộ bất ngờ lần này. Em từ bạn bè từ khắp nơi quay về chào đón trong ngày vui tiếng hát. Từng ngày cùng chi nữa ai ơi, hòa mình cùng vui xuân hôm nay. Cùng đời tuổi trẻ chúng ta luôn nhiều mơ ước tương lai niềm dạng người. Anh nhìn ngắm khắp nơi đây, bạn bè đến qua đông buồn. Dần dần đây hát tin ta cùng đàn nhịp trong từng bước thật tình vui. Để bao duyên xưa luôn linh, nào cùng cất tiếng ca vang, nào cùng nhau hay vui trong lần đất nước ta quen nhiều bạn bè. Mỗi mùa mang đến bất ngờ. Chợ hoa xuân của người Việt ở California, Mỹ. Một con suối nhân tạo lãng mạn đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tham quan trường Đại học Khoa học Ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan. Mời quý khán giả đón xem trong chương trình Từ 4 phương trời phát sóng ngày 10 Tết trên kênh HTV9.